Ok, ngày hôm nay thì Tuấn Anh có gì cho các bác ạ? Ngày hôm nay thì ở đây thì Tuấn Anh vẫn chỉ có ô tô thôi, nhưng mà hôm nay thì Tuấn Anh sẽ chuyên về cái dòng xe 7 chỗ máy dầu máy xăng, cũng như một số chiếc xe bán tải đang có mặt tại đây. Đúng ạ, ngày nào thì Tuấn Anh cũng lên sóng cho anh em, nhưng mà giờ Tuấn Anh chơi kiểu khác đi. Mỗi ngày một chuyên dùng, mỗi ngày một chuyên dòng. Vậy thì quý bà con, có bác anh chị em nào quan tâm về những chiếc xe máy dầu máy xăng 7 chỗ ngồi với cái giá chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Đấy. Tại cái video này thì chiếc xe rẻ nhất là 98 triệu. Đấy. Là các bác đã có một chiếc xe 7 chỗ rồi. Thì vậy thì nếu như anh em nào đang có nhu cầu những cái dòng xe 7 chỗ thì có thể lướt máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline là 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ hàng của em thì vẫn như cũ, vẫn nằm chỗ cũ, 3 năm nay vẫn nằm chỗ này. Đấy. Đối diện chùa Cao Linh, ngay mặt đường 10. Và không làm mất thời gian của tất cả quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em nữa, nói luôn là bán luôn cho anh em. Đầu tiên đây, rẻ nhất đây, không có bác lại bỏ lừa. 98 triệu một chiếc xe Fiat Doblo, sản xuất năm 2003, số sàn 1.6, tên tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Bao rút hồ sơ gốc. Con này thì nói chung này, nó thì trông thì như vậy thôi, nhưng mà có 90 mấy triệu thôi. Máy thì cực chất luôn. Keo chỉ zin con này thì không một lỗ nhỏ luôn, keo chỉ zin không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Nội thất con này từ năm 2003 còn nguyên zin. Mà còn đẹp như này, các bác biết là con xe nó giữ gìn như nào. Đấy. Rất là rộng rãi, ngồi con này thì thoáng mát cực kỳ luôn, như một ngôi nhà di động luôn. Cửa lùa giống như kiểu là 16 chỗ các bạn nhé. Các bạn thấy đây, rất là nhẹ nhàng như đẩy xe hàng luôn. Các bạn này. Đấy. Quá ok. Với giá 98 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Fiat Doblo, một trong dòng xe thương hiệu đến từ Ý, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, với cái giá chỉ có 98 triệu đồng thôi. 7 chỗ ngồi, một chiếc xe khá hợp lý cho anh em. Vâng, sau đây thì chúng ta sẽ có một chiếc xe 5 chỗ gầm cao máy thoáng, đó là một chiếc Honda CR-V. Nói về chiếc CR-V này thì nó là sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe đang đeo biển 15A51819 của một cán bộ ở thành phố Hải Phòng đi. Con này thì biển số thì các bạn nhìn đều biết rồi, xe thì chất lượng thế nào rồi. Cam kết cho anh em không lỗi zin cả xe. Đăng kiểm tháng 2 năm 2023. Trang bị đầy đủ, màn hình cam lùi đầy đủ với giá bán 386 triệu đồng. Nhưng nếu anh em nào bỏ tiền ra mua chiếc xe này thì chính thức Tuấn Anh sẽ bớt cho anh em một cái giá rất là sâu và rất là đẹp. Trang bị hệ thống túi khí, đầu đài màn hình Android. Âm thanh con này thì nghe thì tức ngực luôn. Đấy, 3 màn hình vẫn còn hoạt động bình thường. Chính thức là Tuấn Anh sẽ bán cho anh em một cái giá cực kỳ yêu luôn, với giá khá hợp lý. Và giá bây giờ thì 386, còn đâu chủ yếu là các bạn gọi điện cho Tuấn Anh thôi, đúng không ạ? Quan trọng nếu các bạn nhiệt tình, các bạn thiện chí, các bạn gọi Tuấn Anh thì lại bớt sâu cho anh em 10-15 triệu, rồi giờ rất là rẻ luôn. Tiếp tục chúng ta lại có một chiếc xe 7 chỗ đích thực đây, đó là một chiếc xe Kia Carens. Với chiếc Kia Carens này thì nó là số sàn 2.0, bản đủ, trang bị cửa sổ trời đầy đủ hết, biển Thái Bình 17A18512, sơn xi màu bạc. Với chiếc xe này thì được trang bị đầy đủ, màn hình cam lùi đầy đủ. Và với cái giá tiền hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được một chiếc Carens 2009, số sàn máy 2.0, bản đủ, có cả cửa sổ trời, điều hòa tự động, hệ thống túi khí ABS, 4 bánh đầy đủ hết theo xe. 7 chỗ mà giá có 225 triệu, anh em mua về chạy dịch vụ thì khá là ok luôn. Kia Carens, một trong dòng xe form của nó rất là đẹp cho anh em nhé. Form rất là đẹp luôn, rất là xịn sò luôn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe, đó là một chiếc Chevrolet Vivante. Vâng, 7 chỗ số tự động, giá chỉ có hơn trăm. Thì tội gì chúng ta phải đi xe máy, tội gì chúng ta phải đi những cái dòng xe nhỏ gọn, chật hẹp làm cái gì, đúng không ạ? Vivante bản đủ, số sàn đời 2008, máy 2.0, số tự động 1.6. Con này là 2.0 luôn, con này 2.0, xin lỗi quý vị chị hàng, 2.0 biển Cao Bằng luôn. Đăng kiểm tháng 3 năm 2023. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 175 triệu đồng các bạn nhé. Nội thất của này thì khá đẹp luôn. Em nghe điện thoại cái đã. Em nghe đi ạ. Vâng ạ. Vài ớt thì bây giờ còn khoảng tầm 6-7 con gì đấy anh ạ. Toàn 15, 16, 17 anh ạ. Không có anh ạ, biển Hải Phòng. Vâng.
sang tên thoải mái chứ. Vâng, sang tên biển 19 các tỉnh được chứ không phải riêng biển 19 các tỉnh mua được. $335 triệu nhỉ. Vâng vâng, bán e xịn 15. $17 anh ơi. Vâng. Trả góp ạ, trả góp thì không ạ. Vâng. 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 Với cái chiếc 37 này thì các bạn xem một qua vòng rồi. Nó là một chiếc Vivante 208 số sàn. Vivante 208 số sàn, máy 2.0 biển 37-38-391 với giá bán 155 triệu. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi 2.0 bản đủ xe gia đình tư nhân chính chủ, biển Nghệ An, đăng kiểm tháng 1 năm 2023. Với cái dòng Vivante này thì nó là một trong dòng xe 7 chỗ nhỏ gọn xinh xinh và khá tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất thì nguyên zin, đẹp căng, màn hình cam lùi đầy đủ và với cái giá bán loanh quanh tầm 150 triệu đến 155 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc 7 chỗ ngồi như thế này. Với mức tiêu hao nhiên liệu thì có thể là rơi vào tầm khoảng 9 đến 10 lít trên 100 km. 9 lít thôi, 8 lít rưỡi 9 lít trên 100 km thôi với cái dòng xe này. Nó nhỏ mà. Vâng, HMD thì nó cũng thế thôi. Đây là một chiếc biển 17, một chiếc xe một chủ từ đầu số tự động 2.0, cũng là Vivante đời 2008 và giá bán là 175 triệu anh em nhé. Con này thì nhà em còn 4 5 con gì đấy. 175 triệu đấy, nội thất này rất là đẹp cho anh em. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì với cái giá bán là 175 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Vivante nhỏ như thế này. Rất là nhỏ và gọn, rất xịn sò luôn. Bên đây là chiếc 88 thì con này thì bán 155 triệu, con này thì cũng đời 2008 số sàn bản đủ. Và như là nó số sàn nhé, 155 triệu thôi. Cũng khá là ok để anh em có thể mua chiếc xe này. Rất đẹp và rất ok luôn này, rất xịn sò luôn này. Nội thất thì rất là ok, cửa đóng khá nhẹ luôn. Nội thất rất là đẹp luôn với giá 155 triệu thôi anh em nhé. 155 triệu số sàn. Đấy, có đây hiện tại đang có 4 chiếc, còn 1 chiếc đang đi tỉa sơn một tí. Và anh em nào thích cái dòng xe nào, thích chiếc xe nào tại 4 chiếc Vivan này, 2 chiếc số sàn, 2 chiếc số tự động thì liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Tiếp tục thì ở đây ta lại có một chiếc xe Toyota Innova. Con này thì form rất là mới luôn, form 2015 luôn các bạn. Nhưng nó thực chất là một chiếc xe 2008 số sàn, máy 2.0 bản G, nâng form lên 2015, nâng form lên 2015 và năm sản số đăng kiểm của nó là 2008 máy 2.0 bản G, tức là bản thiếu. La đang đúc giống như 2015 luôn các bạn nhé. Giới bản G này là một xe bản nâng thôi, điều hòa cũng là nâng, tất cả mọi thứ nâng hết, gương kính chỉnh điện nâng, chứ không giống như những cái bản G mà đời cao 2013 trở lên, 2014 trở lên. Có này thì hiện tại bên em đang bán 205 triệu đồng. Nói chung là các bác là mua về chạy taxi. Thì với cái tầm tiền rẻ thì các bác cũng có thể là mua được. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 với giá bán 205 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được trước Toyota Innova 2008 bản G, nâng form 2015, số sàn 2.0. Một chiếc xe khá là ok. Rồi ạ, tiếp tục thì chúng ta lại có ngay một chiếc xe Toyota Innova 2008. Con này thì bản G 100%, bản G đích thực luôn, bản G tức là bản đủ số sàn 2.0, đang đeo biển 19A23064, sơn si màu ghi. Con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá 255 triệu đồng. Bản G xe đẹp không lỗi, bản đủ và cũng là một chiếc xe gia đình. Và các bạn nhìn thấy từ những cái phần nhựa này, từ những phần nhựa đến cái phần vô lăng của chiếc xe, màn hình, nội thất, ghế da và tất cả hệ thống tắp ly tắp mô của chiếc xe thì còn khá là đẹp. 255 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Vậy thì quý khách hàng, quý bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Một chiếc xe khá là hợp lý luôn, biển Phú Thọ nhé, 23064. Anh em nào mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì khá là ok, rất xịn sò luôn. Tiếp tục đến đây, chúng ta đang có một chiếc xe biển 37A10274, đó là một chiếc xe Ford Everest. Đây là một mẫu Ford Everest sản xuất năm 2008, phiên bản máy dầu và số tự động 2.5, biển 37 của tỉnh Nghệ An. Với chiếc xe này thì trang bị một cầu và hệ thống treo nhíp các bạn nhé. Với dòng này thì chạy thì khá là đầm, chắc và chất lượng, rất phù hợp với lại tất cả mọi cung đường, nhất là cung đường vùng cao. Và các bác nào đi công trường, công trình
Cần cái độ khỏe thì cái dòng Ford Everest này nó đáp ứng đầy đủ. Thứ nhất là gầm cao thì ít khi chúng ta phải chạm gầm và xa lây. Đấy. Cộng với lại tất cả mọi thứ thì con này hiện tại là bên em đang bán là 358 triệu đồng. 358 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được một chiếc xe Ford Everest 2008 máy dầu số tự động 2.5 biển 37A10274 sơn xi màu phấn hồng khá đẹp. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Với chiếc xe này thì nó ăn tầm khoảng là 7 đến 8 lít dầu trên 100 km. Đấy, rất là ít luôn. Đăng kiểm rất là dài. Và con này thì nó khá là đẹp, từ những phụ kiện của nó còn rất là ok. Đấy. Rẻ nhất trong cái series xe ngày hôm nay nằm tại góc này luôn. Và em cũng chả đánh ra làm gì, không biết là có lổ máy được không. Nhưng còn đâu thì con này nó là một chiếc Toyota JGL. Với chiếc xe dây sản xuất năm 1997, nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản. Và hiện tại thì bên đám đán chỉ có 55 củ khoai thôi. 55 củ khoai chứ là 55 triệu ấy, chứ đừng các bác đừng mang một rổ khoai 55 củ đến đây. Đấy, không mua được đâu. Máy 1.8 nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản. Vâng, một chiếc Ray 7 chỗ ngồi trông thì rất là hợp lý. Nhưng anh em nào mua mà đi công trường vất vả thì khá là ok. 55 củ. Quay trở lại với lại một chiếc Ford Everest. Với chiếc Ford Everest biển đây, bên đây nhầm, tí nhầm xem con này. Biển Hà Nội 30E92411 thì em còn 3 chiếc 208 số tự động cơ. Con này thì cũng là màu bạc la lá phấn hồng. Con này thì sản xuất năm 2008, máy dầu số tự động 2.5. Và với cái giá bán hiện tại thì con này em bán 348 triệu đồng. Cũng khá là hợp lý cho anh em đúng không ạ? Ford Everest thì các bạn nhìn thấy cái khoảng không gian từ lốp cho đến phần này nó rất là rộng. Anh em đi tất cả cung đường rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt ngồi cho này thì nó cao như kiểu là chúng ta ngồi trên một cái gì đó nó khá là hợp lý, lái rất là dễ. Tuy nhiên thì nó hơi to và máy dầu thì nó có độ ồn, ồn hơn so với dòng máy xăng. Đấy. Con này thì 348 triệu đồng các bạn nhé. Biển Hà Nội. Biển Hà Nội anh em ạ. Biển Hà Nội thì anh em các tỉnh đi đều rất ok. Và đặc biệt là anh em Hà Nội Sài Gòn mua chiếc xe này mà muốn sang tên đổi biển không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố. Rất là đẹp cho anh em. Nội thất rất là xịn sò. Và bên đây là một chiếc biển Hải Phòng màu đen 15A08911 sơn xi màu đen. Đăng kiểm con này thì đến tháng 3 năm 2023. Con này thì nó khá là đẹp, từ đèn cho đến tất cả form dáng, keo chỉ zin 100%. Và giá bán cũng chỉ 348 triệu đồng thôi. Trang bị hộp số tự động, trông thì bẩn bẩn này thôi nhưng mà chất cực kỳ luôn. Chưa có đầu đài màn hình gì cả nhưng mà nó rất là chất, âm thanh nguyên bản rất là hay. Nội thất nó thì cũng khá là đẹp. Đây anh em nhìn cái phần nội thất của nó này, khá là ok và càng đét luôn. Rất ok luôn. Và giá cũng chỉ có 348 triệu thôi. Là quý khách hàng cũng như quý bà con, các bạn chị em đã sở hữu được chiếc Ford Everest 208, một chiếc xe máy dầu số tự động 2.5. Biển số đẹp, càng đét luôn. Rất ok này, rất xịn sò này. Rồi ạ. Tiếp tục thì chúng ta lại đến với một chiếc Ford bán tải. Con này gọi là ông vua của bán tải đây. Đó, được mệnh danh là vua của bán tải. Một chiếc Ford Ranger. Đây là một mẫu xe bán tải có thể là chấp hết tất cả các mọi địa hình. Thứ nhất là nó được trang bị trên mình hai cầu. Đấy, hai cầu nên là tất cả các mọi địa hình, đồi cao, đường đèo, đường gấp của nó là cứ là ok luôn. Con này thì biển Quảng Ninh 14D00025. Dòng này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Ford Ranger 2 cầu số sàn 2.5 turbo. Đấy, máy dầu. Đấy, rất ok này. Đấy, anh em có thể chạy tất cả mọi cung đường mà gần Tết rồi thì anh em mua cái này chở đồ chở hàng thì khá là ok. Nhất là các bác nào đi công trường công trình thì cái dòng này thì nó là khá là hợp lý rồi. Lốp thì dày như lốp xe tăng luôn các bạn này. Đấy. Bạn thấy đây, lốp rất là dày luôn, như lốp xe tăng luôn. 2 cầu và có thùng nắp cao để cho anh em chở các loại đồ, rất là gọn gàng. Đấy, con này thì 2010 thì 269 triệu, 2010 thì nó rơi vào còn tầm 12 năm nữa để sử dụng, 12 13 năm nữa để sử dụng, nên các bác cứ yên tâm mà mua dòng này mà chạy thôi. Đấy, 12 năm nữa thì coi như là mỗi năm gọi là hai mấy triệu, không đến 20 triệu. Đấy. Đấy, rất là sau đó thì chúng ta sẽ hoán cải, sau đó chúng ta cải tạo đi chứ đúng không ạ? Rất là ok, không bao giờ hết. Đấy, rất đẹp với giá chỉ có 269 triệu thôi. Tiếp tục thì ở đây chúng ta lại có một chiếc xe gì đây ạ?
À, con này là Ford Everest nhá. Con này là 7 chỗ máy dầu nhưng nó là số sàn thôi. Con này thì đời 2007 thì cái form của nó hơi cũ một tí. Đấy. Với giá thì lại rẻ hơn, 225 triệu. Đấy. 225 triệu biển 34A29919. Đăng kiểm đến tận tháng 12 năm 2022. Đấy, rất là đẹp cho anh em này. Đấy, với giá bán 225 triệu có bớt cho anh em. Con này thì vẫn được trang bị hai túi khí nhá, một cầu thôi, 2.5. À, khóa khiển theo xe đời 2007 form cũ, 225 triệu cho anh em. Anh em mua đi công trường công trình thì nói chung là dòng này nó khá là hợp lý và rất là ok, chứ không phải là suy nghĩ gì đâu ạ. Ở 34A29919, một chiếc Ford Everest khá hợp lý để anh em có thể mua và sử dụng nó này. Rất đẹp. Tiếp tục thì ở đây chúng ta đang có một chiếc xe bán tải Mazda PT50. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2015, số tự động, máy dầu, 2 cầu, 3.2. Đó, PT50 này, số tự động này, máy dầu này, 2 cầu này, và trang bị khối động cơ 3.2 biển Quảng Linh đời 25. Với giá bán là 445 triệu đồng. 445 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe BT này. Nội thất của nó thì cũng khá là ok. Đó, các bạn nào thích mà nó phân khúc cao hơn tí thì chúng ta có thể đi chiếc xe này. Đó, đời 25 thì nó rơi vào tầm gần 500 triệu, hơn 400 triệu. 445 triệu thì bên em sẽ bao rút hồ sơ. Đó, xe thì khá là đẹp, trang bị rất nhiều thứ, từ giọng nói này, cruise control ga tự động này, hộp số này, và hai cầu điện. Đó, rất xịn sò luôn. Xe thì khá là ok và rất là đẹp. 445 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Mazda PT50. Một chiếc xe cũng khá là bền, lành, của thương hiệu đến từ Nhật Bản. Ở đây chúng ta đang có một chiếc xe Ford Everest form mới. Form mới nhá, form mới nhưng nó chỉ hơn con 2008 có một đời thôi. Và giá thì nó lại hơn tầm vài chục. Đấy. Đó là một chiếc 2009, đăng ký lăn bánh lần đầu 2010, form mới, form thì rất là đẹp. Con này thì độ rất nhiều đồ chơi, từ đèn bi salon siêu sáng, đèn nét ban ngày, cam hành trình quanh xe, cam 360 độ đầy đủ, xinh nhan tích hợp trên gương, la răng đúc rất là đẹp. Đời 2009 và 409 triệu đồng. Xe thì rất là đẹp, màn hình Android xịn sò. Màn hình Android xịn sò, vô lăng, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Đời 2009 các bạn nhé. Form dáng cực kỳ chuẩn luôn. Một chiếc xe khá là ok và rất chất lượng để cho anh em có thể đi chiếc xe này. 409 triệu đồng, biển 35A của tỉnh Ninh Bình. Một chiếc xe quá là ok để anh em có thể đi. Rất đẹp luôn, form dáng rất đẹp. Và từ la răng của nó nhìn đã thích rồi. La răng của nó này, la răng của nó rất là thích luôn. 409 triệu đồng và tất cả những cái tay lắm mở cửa này của nó này, tay lắm mở cửa đã được ốp độ lên rất là đẹp. Đấy, màn hình đăng kiểm tháng 3 năm 2023. 409 triệu đồng, một chiếc xe thương hiệu đến từ Mỹ luôn các bạn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Mitsubishi Chiton. Con này thì biển Hải Phòng 15C 0335 9. Một chiếc xe bán tải số sàn, máy dầu 2011, 2.5. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Với giá bán chỉ có hơn 300 triệu tí thôi. Con này mới về này, 305 triệu đồng. Số sàn, một cầu, máy dầu 2.5. Mitsubishi Chiton, máy dầu các bạn nhé. Máy dầu đời 2011. Rồi, 305 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Mitsubishi Chiton. Khá là đẹp, thùng nắp thì lửng rất là đẹp cho anh em. Rất là phù hợp để anh em mua về chở đồ, chở đạc, rất là đẹp. Chiton nhá, một chiếc mẫu xe cũng khá là nổi tiếng đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó, các bạn thấy đây, form dáng rất là đẹp. 305 triệu đồng. Úi giời, con này thì các bạn thấy đây, từ phần lốp cho đến phần này còn hơn một gang luôn. Các bạn nhìn thấy rõ luôn. Rất xịn sò luôn. Lốp này rất là ok. Rất xịn sò luôn. Nhập khẩu Thái Lan nhé các bạn nhé. Nhập khẩu Thái Lan. 305 triệu đồng, 2.5. Tiếp tục là một chiếc xe Isuzu Highlander. Đây là một chiếc xe 7 chỗ ngồi, máy dầu rẻ rẻ thôi, hơn 100 triệu, 180 mấy triệu thôi, là các bạn đã sở hữu được một chiếc Isuzu biển 37, 38, 858 này. 204, máy dầu, số tự động 2.5, 189 triệu. 189 triệu số tự động các bạn nhé. 189 triệu số tự động là các bạn đã sở hữu được chiếc xe Isuzu Highlander này. Một chiếc xe chất lượng để cho anh em có thể đi. Một chiếc xe khá là ok để có thể là làm việc nhé các bạn nhé. 7 chỗ ngồi với giá 189 triệu đồng. Và cuối cùng đây thì ta sẽ đến với một chiếc xe đắt nhất trong cái series xe này. Đó là một chiếc xe Isuzu D-Max 2016. Một chiếc bán tải máy dầu số tự động, trang bị khối động cơ 2.5. Một chiếc xe Isuzu D-Max khá là đẹp, một chiếc bán tải khá là ok để anh em có thể đi. Đó, rất chất lượng nhá. Rất ok luôn. Đó, rất xịn sò luôn. Đó, màn hình
Rất là đẹp, đầy đủ điều hòa tự động, máy dầu 2.5, âm thanh thì nghe rất là chất lượng, đời 2016, đời khá là cao. Isuzu là một trong dòng xe bền bỉ, thương hiệu đến từ Nhật Bản, biển là Quảng Lạng Sơn, với giá 505 triệu đồng. Vừa rồi thì Tuấn Anh đã giới thiệu cho anh em về cái loạt xe 7 chỗ ngồi và bán tải, máy dầu, máy xăng, với cái giá thấp nhất là 55 triệu đồng và giá rẻ nhất là 505 triệu đồng. Vậy thì các bạn quan tâm về chiếc xe này hay những chiếc xe như thế này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng, cũng như quý bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.